Rồi, chào mọi người nha. Tiếp theo video ở bên bến Bình Đông nha các bạn. Giờ hiện tại là trời mát mát rồi. 6 giờ tối, 6 giờ tối rồi. À, hiện tại thì mình đang ở bến bên ấy đâu, hỏi cái gì đâu chú? Bên ấy hơi hẻo đúng không? Dạ. Dạ. Bên đó hình như là một cái gian này phí rẻ hơn hay sao ta? Nó cũng bằng giá. Bằng giá hả? Như ở đây là bao nhiêu ta? Thì ở đây là 4 triệu. 4 triệu hả? À, 4 triệu, mặt bằng là 4 triệu đó. Đó. Bằng này, bằng 4 triệu nha các bạn. Đó. Mình thấy là ở cái gian riêng cái gian hàng mà hoa giấy này là đông vui nhất luôn nè. Đó. Mấy anh chở hoa này cũng vui nữa. Chốt đơn là vui, chốt đơn là vui ha. Lúa về. À, chở liên tục luôn các bạn. Mình thấy là nãy giờ chở liên tục luôn á mọi người. Chốt đơn là mấy anh chủ dừa hoa cũng vui mà mấy anh chở hoa cũng vui nữa bạn. Lúa gì à? Quá trời quá đất rồi. Đó. Hồi nãy mình thấy là chở liên tục luôn mà trống luôn á, trống nhanh gọn lẹ luôn. Hoa mai cũng chốt đơn nhanh lắm. Nói chung bên riêng bến Bình Đông này mình thấy là mọi người không có đối thách giá nhiều các bạn, và bán hàng cũng thấy niềm nở hơn nữa. Riêng ở bên ví dụ như 23/9 là gia đình mình thấy người mua đi chưa có đi nhiều nha các bạn, nhưng được cái là bên đó thì hoa nó cái nhiều cái chủng loại hơn, nhiều loại hơn. Bên đây thì mình thấy cái gian hàng mà của hoa giấy với lại hoa mai thì họ bán được mạnh nha các bạn. Đó, như mấy anh chở hoa này. Đó. Quá ngon, quá đẹp. Thôi. Có những cây này là cây màu tự nhiên á các bạn, còn phía bên kia mà có nhiều màu á là với lại có cái dáng bên xa là người ta đã có uống rồi, nghệ nhân người ta đã qua uống dẻo rồi, kiểu cách rồi, hình dáng á, cho nên bên đó cái giá nó cao hơn. Bên đó là những cái đó từ 700-900 hơn các quý vị. Bên hoa giấy là ngay chỗ gần với tiệm vàng kim xuân này quý vị. Tối ở đây nó đông vui, người ta đi mua, kẻ mua người bán, hấp dẫn. Yeah.
xe gạt trống đi em coi cho. Có loại chậu nhỏ nữa các bạn, chậu nhỏ 100.000. Ok. Chốt đơn. Lấy ra xem tờ báo. Hoa giấy với lại hoa bên này thì hoa cúc là ít hơn rồi các bạn. Bên đây là nhiều, là nhiều hoa giấy với hoa mai, là chân quá trời luôn. Còn khu vực công viên gia đình thì nói chung mai cũng nhiều, mai cũng nhiều mà cúc cũng nhiều các bạn, cúc mâm xôi cũng nhiều luôn. Nói chung là ở bên phía bên đó thì mình thấy là cái số lượng nó nhiều hơn, mà cúc là nhiều nhất các bạn. Còn bên này mình thấy hoa giấy quá trời quá đất luôn quý vị. Mình trùm ở đây mà ha. Nó trùm vậy thôi, nhưng là tự lên tiếng mai không chạy được đâu. Chạy không? Tôi mà lên tiếng chạy không? Bà này mất 400 mà tôi đang canh đó, lợi tôi lấy lại cho bà. Mất tiền hả? Quay mắt mà nó chở cây lấy thu 400 đi mất tiền. À. Tôi đang đi kiếm. Nãy giờ tôi kiếm chưa được đó. Là anh lái xe anh chở hết hàng hả? Tôi mà kiếm được nó chết đi tôi thì án đầu. Lên nha, lên lên chị. Thằng bên nào để bên đó. Bỏ đây đi. Cái này. Cái này cây bonsai. Wow, cây này nó đẹp. Cái này ban đêm lên nó màu đẹp quá là. Cái này là người ta gọi là cái gì? Cẩm thạch em. Hoa giấy cẩm thạch à? Ừ. Không, cái này em mong là dễ làm mông lắm. Cái này ban đêm lên anh thấy đèn sáng ha. Nó giống như nó phát quang ra luôn. Cái này cái đâu nó dễ mông nhiều, nó còn thấy nắng nữa. Không, giờ anh để trong mát rồi lên cho Tết. Xong qua Tết nó để ngoài nắng cho nó làm mông. Con này dễ làm mông lắm. Ở trong này nó có cái lá này, lá màu xanh này các bạn. Em cho chừng ăn luôn. Dạ. Nó có cái lá màu xanh ha. Cái này là cái lá này. Đúng rồi, cái lá cẩm thạch đó. Ăn tiền là cái lá đó đó. Xà bông chưa?
chứ không phải mà. Hai anh chị đang phân vân hai cái cây hoa giấy cẩm thạch này mọi người. 1,2 triệu là một chậu á. 2 chậu là 2,4 triệu nha quý vị. Cái chủ vừa tư vấn rồi, còn mấy cô chú mấy anh chị mà chở hoa cũng tư vấn nữa các bạn. Tối người ta đi chơi cũng bắt đầu đông đông nha. Dạ. Sách 4-5 chậu luôn. Còn muốn xây nhỏ thì có bên này nha các mọi người. Nó có một hồi vậy đó. Họ ào vô một hồi vậy đó. Đông. Nhiều người nhìn là thấy là cái hoa này, hoa giấy cẩm thạch là thích rồi đó, nhìn màu nó nổi lắm. Còn mà thích bình dân thì giấy hoa giấy bình thường này nè các bạn, 200 một chậu. Tao đi vô đây coi. Hồi giấy là người ta chốt nhanh nhất luôn các bạn, giống như là hôm nay luôn. Tết năm nay mình thì mình đi được ở ba cái chợ hôm nay cấp thành phố này, ở quận nhất là công viên 23/9, với lại ở đây là công viên chỗ công viên Gia Định, rồi chỗ này bến Bình Đông các bạn. Thì thấy là bên này là người ta bán kiểu bán hàng sơm tủ nhất á. Hai trăm chậu đồng giá.
200 một chậu đồng giá mọi người ơi. Càng là tối tối bên này cuối tuần là người ta đi dạo mát rồi, hóng mát rồi, ngắm cảnh rồi, ngắm hoa rồi mua bông luôn á quý vị. Đó bên nhưng mà điều mình thấy đặc biệt là chỉ có cái khu xôm tụ là khu chỗ bán hoa giấy với hoa mai các bạn là xôm tụ hơn so với các chỗ khác luôn. Đồng giá 200 hả chị? Rẻ vậy? Cái nào cái đó hả? Rẻ hả? Đồng giá 200 á? Phải một giấy. Phải một giấy hả? Sao chốt đơn chứ? Đi một vòng chốt chưa? Ông anh ông đi một vòng ông quay lại ông chốt nè. Chốt luôn. Chốt không? Chốt đơn. Chốt nhất. Nghĩa là cái này nhìn là người ta khoái rồi, chứ quan trọng là cái giờ, giờ cái giá thôi. Chốt. Mày nói gì nữa? Cái này không có nói được. Cái này không có nói được. Hàng này hàng cao cấp mà đâu có cái kia đâu mà. Nghe đến đâu. Nó lên màu đẹp lắm quý vị. Giống như nó có phát quang luôn á. Qua cổng chắc đi vô hả? Nãy chị kia chị nói là cái hoa giấy 200 hoa giấy bình thường các bạn. Không phải là hoa dạ quen á. Có 200 à, còn cái này bên này thì nó mắc hơn. À, anh chị nãy đảo qua đảo lại là chưa chốt được đâu ta. Hai trăm đồng giá. Dạ. Bây giờ mới xôm tụ nè. Bây giờ mới 6 giờ mấy chiều tối các bạn. Tối thứ bảy. Ủa? Đó. Ủa? Anh
Nói chung cái hàng phổ thông thì chốt đơn li lịa luôn các bạn. Cái hàng cao cấp thì hơi khó chốt hơn đơn hơn. Cái hai anh chị đắn đo riết vẫn chưa chốt đơn được cái hai cái chậu hoa giấy cao cấp này 1,2 triệu. Rồi quay cho các bạn khung cảnh mọi người mua hoa vào ban đêm cuối tuần ở bến Bình Đông, Sài Gòn. Đó. Chậu đá 1,2 triệu cái gì? Mấy anh mà chở hoa cũng có công việc làm ăn nữa. Ngày chở được nhiều lắm mọi người. Như hoa giấy này mình thấy là chở liên tục luôn á quý vị. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các cái video thêm. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Ở đây nói chung là khu quận 8 này thì sông nước các kiểu đúng cái phong cách của miền Nam luôn. Rất là sum tụ luôn. Đó, Tết đến xuân về thì chúc quý anh chị, cô chú và các bạn xem video vui vẻ. Chúc mọi người gia đình hạnh phúc ạ. Thôi cảm ơn mọi người nha. Bye bye nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha, chia sẻ video. Bye bye. Ủa, ông bà nói ông chốt được hai cái đó hả? À, tiền xe hả, bị dính tiền xe các bạn, vì cái tiền xe là cái chỉ hai chậu là 2,4 triệu giảm 200 còn 2,2 triệu chốt rồi, nhưng mà giờ cái phần mà cái chi phí vận chuyển á cái chi phí tiền chở các bạn là chưa có chốt nha mọi người.